Bọn Sát Huy xin kính chào quý vị. Thì thưa quý vị, Bọn Sát Huy đang ghi lại cho quý vị cái thước phim 5 tác phẩm của 5 xóm tại làng Vị Khê, Điền Xá, Nam Định. Đang cẩu xuống sân triển lãm quý vị nhé. Đây là 5 cái tác phẩm của 5 xóm chọn làm cái lễ rước cây, một cái nghi lễ trọng thể tại làng cổ của cái lôi cây cảnh làng Vị Khê. Thì mọi người đều hướng về đây để tri ân tổ nghề, tri ân cụ tổ đã cho chúng ta cái nghề cây cảnh, nghề hoa cây cảnh, đem cái giá trị vô cùng lớn cho cuộc sống và cho mỗi chúng ta. Thì bác Sa Đức Huy thấy có 2 tác phẩm được cẩu xuống rồi. Thì một cái tác phẩm đầu tiên là tác phẩm cây xanh Lão Mai. Đức Huy. Vâng, chào các anh. Cây xanh Lão Mai quý vị nhé. Vâng. Một tác phẩm cây xanh Lão Mai. Cây cao khoảng sấp xỉ 2 mét quý vị nhé, từ mặt chậu lên. Một cái tác phẩm khi mà đã cẩu xuống là bác Sa Đức Huy ghi cho quý vị. Quý vị chiêm ngưỡng tổng thể tác phẩm quý này. Đây là cái tác phẩm đại diện cho một cái xóm, một cái thôn của Điền Xá quý vị nhé. Đây là mặt sau của tác phẩm. À, xin lỗi quý vị, đây là mặt chính của tác phẩm. Một tác phẩm này rất là đẹp quý vị ạ. Cái bố cục của tác phẩm cực kỳ ấn tượng. Bác Sa Đức Huy lùi lại để ghi hình chụp hình. Mỗi một tác phẩm xanh răng lão này rất là ấn tượng. Chủ nhân làm từng đường chi và đường thân. Quý vị có thể xem. Cực kỳ ấn tượng, không một đơn giản chỗ nào quý vị. Đây có cái nét nghệ thuật rất là cao. Quý vị nhìn đường chuyển của tay đi. Và cây có hai thử quý vị nhá. Hai thử xử lý bố cục rất tốt. Hai thử vừa mang yếu tố nhân văn và lại giải quyết cái bố cục của tác phẩm, nhìn cho tác phẩm chặt chẽ hơn và bố cục được ấm áp. Thì kết nối giữa cái đường thân cao như này có hai cái tử rất là quan trọng. Và quý vị chiêm ngưỡng được cái cổ ngọn. Cổ ngọn tác phẩm làm đẹp lắm quý vị ạ. Cổ ngọn tác phẩm rất là đẹp. Góc này chắc hẳn quý vị khó nhìn. Sa Đức Huy sẽ lùi trong này để quý vị chiêm ngưỡng cổ ngọn. Quý vị chiêm ngưỡng cổ ngọn này. Cổ ngọn của tác phẩm. Chủ nhân làm cái đường cổ ngọn này rất là xuất sắc. Và ngoài ra quý vị chiêm ngưỡng cái u sụn ở trong cây. Cây có tuổi đời khá cao rồi quý vị. Rễ đã méo hết rồi quý vị nhé. Rễ đã méo hết rồi. Làng cổ Vị Khê, Điền Xá còn rất nhiều tác phẩm quý nữa quý vị ạ. Ở đâu có những nghệ nhân giỏi, ở đâu có phong trào chơi cây giỏi, chơi cây phát triển, thì ở đó không bao giờ thiếu những cái tác phẩm quý quý vị nhé. Và ở nơi đây thì có thừa cái điều đó. Nơi sản sinh ra cây cảnh và có quá nhiều những cái nghệ nhân giỏi, những nhà vườn lớn và hàng ngày miệt mài tạo tác những tác phẩm quý. Đơn cử những cái tác phẩm cây xanh dáng huyền này. Huyền hay còn gọi thác, hay là có thể gọi là thác đổ cũng được. Thì cái tác phẩm này không giống những cái tác phẩm dáng huyền khác.
cây xanh Giang Huyền chủ nhân đã thổi hồn vào tác phẩm, tạo tác cho một cái tác phẩm có cái đường thân và bông tàn rất là nghệ thuật, phải nói là rất là nghệ thuật. Khó tìm thấy một cây xanh Giang Huyền nào và có làm cái nét thế này và nghệ thuật thế này. À, cái nét chiều sâu của tác phẩm thì rất là lớn. Tác phẩm Giang Huyền thì rất là nhiều. Cái đường thân thì đơn giản hơn rất là nhiều. Và tác phẩm này ấn tượng lắm quý vị. Và quý vị chiêm ngưỡng này. Quý khách về đây rất là đông, đông lắm quý vị ạ. Chứng kiến cẩu cây, chứng kiến cẩu những cái tác phẩm quý ở đây. Tác phẩm đang được cẩu lên quý vị nhé. Quá ấn tượng quý vị ạ. Nghệ thuật đỉnh cao, đây là nghệ thuật đỉnh cao. Hiếm có, khó tìm quý vị ạ. Với một cái đường thân cực kỳ nghệ thuật như này. Cái tác phẩm để đời của các nghệ nhân. Và tác phẩm đã này cũng in cái dấu ấn trong lòng quý khách thập phương về với triển lãm Vị Khê, Điền Xá, Nam Định. Đẳng cấp, đẳng cấp. Sa Đức Huy có bao nhiêu lời hay, ý đẹp cũng không thể diễn tả hết cái tác phẩm quý này. Tác phẩm là nghệ thuật lắm quý vị ạ, chứ không bình thường một chút nào. Thôi là quay vào thôi mà, nó không quay ra đâu. Đủ thì đủ, nhưng mà cái cây này giờ anh hiểu có phải dịch vào không? Hàng trăm, hàng ngàn người đang chứng kiến những cái tác phẩm, những cái biểu tượng của từng xóm, từng làng, cũng như biểu tượng của Điền Xá, Nam Định đang được khẩu xuống quý vị nhé. Và những tác phẩm được chọn làm cái nghi lễ rước cây cũng đã và đang được khẩu xuống sân triển lãm. Tác phẩm thu hút được rất đông các quý khách chiêm ngưỡng. Thực sự gây một cái hiệu ứng rất là lớn quý vị ạ. Cái tác phẩm nghệ thuật là như vậy đấy quý vị ạ. Cái nét đẹp nghệ thuật, cái nét đẹp lôi cuốn lòng người. Thì quý vị có muốn đi cũng chả đi được. Có muốn rời tác phẩm cũng chả rời được. Có cái sợi dây vô hình kết nối quý vị, để quý vị đến gần với cây cảnh. Thực sự nghệ thuật nó như vậy đấy quý vị ạ. Nghệ thuật cái đẹp, cái nét đẹp nghệ thuật làm say đắm lòng người, làm điên đảo biết bao nhiêu người yêu cây. Ôi, quý vị hãy một lần yêu cây và say đắm với cây thì mới cảm nhận được cái tình yêu cây, cái niềm say đắm đó có lồng cháy nè. Và có những cái lúc có nhiều người còn cuồng say. Đông lắm quý vị chờ ngắm
phẩm tiếp theo. Tiếp tục đang công tác chuẩn bị cẩu những tác phẩm tiếp theo nữa. Quý vị chiêm ngưỡng một cái tác phẩm dáng trực hoành tiếp theo đang được hạ xuống quý vị nhé. Quý vị nhìn lại cái tác phẩm này mới đã làm sao, chỉ được ngắm đi ngắm lại vẫn cuốn hút. Tuyệt bích cầu long tấm biển đấy quý vị ạ. Cây huyệt hữu thì sao mà lấy một con này lên nhìn nó đọc chết luôn, nó còn là đọc chết không thấy. Đây xứng đáng là cái tác phẩm cây trắng huyền trong top những cây hàng đầu về những cái nét nghệ thuật. Và quý vị đến với tác phẩm thứ tư đang ở cầu xuống quý vị nhé. Cây trực hoành thứ tư đang ở cầu xuống. Xuất sắc quý vị ơi. Tác phẩm thứ tư đã được cầu xuống quý vị nhé. Một đôi quý vị ạ. À. Tác phẩm anh đại diện anh đi rước. Còn đây là một đôi trực hoành của cùng một chủ nhân. Trước mắt quý vị là một đôi trực hoành, một đôi giống nhau như hai giọt nước. Tác phẩm cuối cùng đang chuẩn bị được cầu xuống quý vị nhé. Và đây là cái tác phẩm thứ 5 nhưng mà lại cầu xuống đầu tiên quý vị nhé. Đây là tác phẩm cuối cùng, một tác phẩm có một nét nghệ thuật độc đáo, ấn tượng cho quý khách về để tham quan. Mỗi cây một cái độc đáo riêng và mỗi cây đều cho quý vị cái cảm nhận nghệ thuật khác nhau. Cái nét nghệ thuật thì không giống ai, cái nét nghệ thuật thì không đồng hàng. Và những cái nét nghệ thuật này thì làm cho quý vị say mê. Thực sự là cảm ơn những nghệ nhân của làng Điền Xá, những người đã thổi vào cái hồn trong cây và cây toát lên cái thần thái và cái nét nghệ thuật, cái hồn cây, cái thần cây rất là lớn. Và tác phẩm cuối cùng đang là cầu xuống quý vị ạ. Một tác phẩm cực kỳ ấn tượng. Cái đường thân thì như một con lân đang múa quý vị ạ. Quá ấn tượng luôn quý vị. Và cái đường thân này thì Bonsai Đức Huy được mọi người chia sẻ thì là cái tác phẩm rất nghệ thuật này, nhưng mà các nghệ nhân đã làm từ phá thế ra từ cái cây trực liên chi quý vị. Cái điều đó mới là điều chúng ta cần bàn đến. Trực liên chi và nghệ nhân đã nhìn ra những cái đường nước và đã làm ra cái tác phẩm quá nghệ thuật này. Thôi. Vẫn đây, em nắm nó thẳng. Đây.
ngắm những tác phẩm này thì mãn nhãn luôn quý vị ạ. Quý vị có thể nhìn thấy. Thôi, được rồi, xuống đi. Làm như thế không sao. Nghệ thuật đỉnh cao và đặc biệt quý quý vị nhé. Với giá trị thì bao nhiêu thì Masada Huy không bàn đến, nhưng mà khẳng định là những tác phẩm này rất là quý. Và cái nét nghệ thuật này thì làm thỏa mãn tất cả những người yêu cây khó tính về với điện khá. Đấy. Thế cây này không? Chưa lẽ cái gì mà khỏe vậy? Tác phẩm cầu xuống rồi quý vị nhìn kỹ tác phẩm. Được chưa? Nhìn kỹ đường thân, nhìn kỹ chân bệ và những cái nét nghệ thuật hiếm có khó tìm của một cái tác phẩm quý này. Rồi mọi người, con lúc tập kênh rồi, chứ còn vỗ tay rồi. Đúng rồi đi. Đấy, đúng rồi, đi chào hôn mà hai người không nữa, là một vỗ tay. Đúng rồi, đúng rồi. Cháu là vỗ tay bằng ngày kênh. Quá xuất sắc của điểm. Vâng, được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Em ơi, xe kia lùi lại đây để em lên làm cái kia đây. Kính thưa quý vị, bộ Sa Đa Huy vừa ghi lại cho quý vị cái thước phim cầu 5 tác phẩm rất là quý, 5 tác phẩm trong cái nghi lễ rước cây tại làng nghề Vị Khê, tại triển lãm và cũng như hội làng Vị Khê quý vị nhé. Bộ Sa Đa Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Bộ Sa Đa Huy xin cảm ơn quý vị. Xin phép được quý vị được hẹn ở cái video cuốn video sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.